Bảo. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách bảo quản và vệ sinh cục nóng của máy lạnh. Cục nóng là bộ phận tản nhiệt nên phải rửa định kỳ, ít nhất là 1 tới 2 lần trong một năm. Tại vì cái ống xoắn condenser coil sẽ đóng vai trò như cái lọc gió, quạt sẽ hút hơi qua và bụi sẽ dính trên bề mặt của ống xoắn tản nhiệt, làm giảm hiệu quả tản nhiệt. Cho nên muốn giảm tiền điện và giúp máy hoạt động bền lâu, bắt buộc phải vệ sinh máy định kỳ. Trước tiên mình sẽ cúp cầu dao, ngắt nguồn điện để kết nối với máy lạnh. Cục này là motor của cục nóng. Cách đầu tiên mình làm để nguyên máy như vậy, không cần phải tháo gì ra hết. Đơn giản là chọn một cái vòi xịt nước tốt và chỉnh cho độ phun ra vừa đủ. Tại vì nếu mạnh quá sẽ làm bề mặt của ống xoắn tản nhiệt cong và cứ xịt lên xuống bề ngoài của ống xoắn tản nhiệt, không cần phải xịt vô bên trong. Lưu ý không nên tháo cái nắp đóng panel phần linh kiện điện tử, bởi vì nước sẽ vô đó. Cách thứ hai là tháo cái quạt để qua bên cạnh. Mình sẽ cần tụt vít để mở con ốc giữ quạt ra. Khi mở ra các bạn sẽ thấy bụi bẩn rất là nhiều ở dưới. Đây là ống xoắn tản nhiệt, vệ sinh phía trong máy lạnh. Mình sẽ xịt nước chung quanh cục nóng. Không nên để nước xịt quá mạnh, nên giảm độ mạnh của nước để không làm cong ống xoắn tản nhiệt. Khi xịt thì mình nên xịt từ trên xuống dưới và đi hết vòng máy lạnh. Cũng xịt từ trên xuống dưới phía trong cục nóng máy lạnh. Sau khi mình mở cái nắp ra, cục đầu tiên mình thấy là cục capacitor, cục K3 giống như cục pin, và cục kế bên là cục contactor on off máy lạnh. Trong hai cục này, cục K3 là cục dễ hư nhất. Phần sau Bảo sẽ hướng dẫn các bạn cách thay cục này. Trên cục nóng, các bạn thường thấy hai đường ống, một đường nóng và một đường lạnh. Bảo giới thiệu cho các bạn bộ kit tăng tuổi thọ và giảm tiền điện cho cục nóng máy lạnh. Phần sau Bảo sẽ hướng dẫn cách gắn bộ kit này.